Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Cần Thơ triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đến nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phường phối hợp với Trung tâm y tế thành phố hoàn thành khám sơ tuyển cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, xét và phân loại danh sách với 720 công dân đủ điều kiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Để nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác tuyển quân sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự chặt chẽ, chất lượng, đảm bảo giao đủ quân số 100% công dân nhập ngũ. Tăng tỷ lệ gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học. Giao chỉ tiêu phù hợp, đảm bảo tất cả các xã phường đều có công dân nhập ngũ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu.